Thật ra là không bao giờ mà ngại hát thưa quý vị, không đồng nghĩa với là ham hát nha, thích hát. Tuy nhiên là thật ra rất là nhiệt tình. Có nhiều khi bầu show hay là những người tổ chức mời em đang đi show, có hỏi là cô hát nhiều nhiều bài được không, cô hát 5 bài được không, cô hát 6 bài được không. Hôm nay nói hát 80 bài cũng được đấy. Quan trọng là có giờ cho Tâm Đan hát và quý vị có yêu thương Tâm Đan hay không. Tuy nhiên nếu mà không có thời gian thì Tâm Đan hát một đoạn cũng vẫn ok quý vị. Không biết nữa mà chắc tại vì cái tính của Tâm Đan là như vậy. Bởi vì một khi mà khán giả thương mình thì mình hát một câu cũng vậy, một bài cũng vậy, 10 bài cũng vậy. Cho nên tại làm sao mà phải làm khó ban tổ chức phải không quý vị? Dạ, và để đáp lại cái lòng thương yêu của quý vị thì Tâm Đan bài hát kế tiếp, Tâm Đan xin phép được làm khó ban nhạc. Bởi vì đây là một ca khúc mà trên đường Tâm Đan đi xuống đây thì có hai bác có mặt ở trong quý vị hôm nay, nhưng mà Tâm Đan xin giấu tên, yêu cầu ban tổ chức là yêu cầu Tâm Đan hát. Mà bài này Tâm Đan hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Tuy nhiên, đây là một ca khúc Tâm Đan rất là thích từ hồi còn bé. Mà đêm hôm nay sẽ là lần đầu tiên Tâm Đan mạn phép để hát cho quý vị nghe. Và cũng là để đáp lại cái tấm chân tình của hai bác đã luôn luôn yêu mến Tâm Đan. Và có lẽ là bài hát này Tâm Đan xin tặng cho hai bác, tất cả quý vị, và đặc biệt sau lần gặp gỡ ngày hôm nay, Tâm Đan xin kính tặng cho bác Tá là một người, cho cô hay là cho hội, cho cô hả? Tôi đang cảm ơn bác, cảm ơn con. Thôi chắc không biết nữa, 10 đồng mà Tâm Đan trao lại cho hội thì cũng có là bao nhiêu, cho phép Tâm Đan giữ để làm lì xì thêm cho mình nha. Mấy cái này là nằm trong hộp, không bao giờ mở ra dùng, đâu đâu mở ra đếm thôi. Dạ, cảm ơn con. Cái khúc này nói lên Tâm Đan nghĩ rằng tâm sự của hầu hết những người Việt tị nạn ở hải ngoại. Và đâu đó quý vị sẽ thấy hình ảnh của mình trong bài hát này. Tâm Đan được sự may mắn là đi bằng máy bay, bởi vì ba bảo lãnh. Bố Tâm Đan cũng là một cư sĩ Việt Nam. Ông là trường bị Thủ Đức hả quý vị? Ở đây Tâm Đan biết là rất là nhiều các bác ở đây là cùng trường của bố. Cho nên Tâm Đan không có trải qua cái giai đoạn mà đi vượt biên, hay nói đúng hơn là vượt biển. Nhưng từ những cái cuốn sách và bài hát, Tâm Đan nhìn ra và cảm nhận được rất là nhiều. Với ca khúc này, Tâm Đan xin mời quý vị cùng nghe và ôn lại kỷ niệm bài hát của nhạc sĩ Châu Đình An, bài hát được mang tên Đêm Chung Dầu Vượt Biển. Nếu có sơ suất gì là mong quý vị nhiệt tình tha thứ cho. Đây là lần đầu tiên Tâm Đan hát cho nên Tâm Đan mới phải chép lời ra, quý vị thông cảm nha. Trên chiến thuyền
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Panda sẽ trở lại và Panda sẽ ngồi giải lao ở ngoài kia. Nếu mà có những quý vị nào muốn chụp hình hay như là có những cái chiếc CD của Panda thì xin mời, mong là gặp quý vị ở ngoài cửa. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và chúc quý vị tiếp tục ngâm nghỉ.